Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có câu chuyện về đêm số 60 ngày thứ 6, 7 tháng 5 năm 2021. Câu chuyện chúng tôi tìm được hôm nay được lấy từ trang web petalia.org, được ghi là trang web của nghệ thuật và nhân văn. Và câu chuyện mang tựa đề Điều kỳ diệu từ cách nhìn cuộc sống. Dù đã sẵn sàng hay chưa chuẩn bị, một ngày kia chúng ta cũng phải chia tay thế giới này. Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón. Sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng những giọt nắng trong vắt của buổi bình minh. Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa ấm áp. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Có còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này? Vậy, điều gì là thật sự quan trọng, lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống? Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp cho đời. Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được, mà là những gì bạn cho đi. Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong đời, mà là ý nghĩa thật sự của chúng cho cuộc sống. Quan trọng không phải là những thứ bạn đã học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác. Quan trọng không phải là năng lực của bạn, nhưng chính là tính cách, là những gì bạn cư xử với mọi người xung quanh. Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn. Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ những gì về bạn. Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là sẽ có bao nhiêu người đau xót tiếc nuối khi mất bạn trong đời này. Quan trọng là những khoảnh khắc bạn khắc ghi trong lòng người khác khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, những phiền muộn. Khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng của mình, hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay đỡ cho một người khỏi ngã. Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những gì tuyệt diệu cho cuộc sống này mà thôi. Xin cảm ơn anh chị em.